Chào anh nhé, hiện tại em đang test những dòng đẩy bãi BF Audio, dòng thương hiệu đến từ Mỹ nhé. Đây là một trong dòng cụ đẩy size ngắn rất đẹp và giá cực kỳ hợp lý để bác chơi. Tiếng rất là hay nhé. Dòng này thì bác đánh 1 đô 40 hoặc là 1 đô 30, 1 đô 25. Tiếng bát đánh rất là sâu và mềm, dài rộng, đánh quan trọng tiếng bát đánh rất mềm ấy nhé, mềm, tiếng rất là hay. Và những cái dòng vang BF Audio thì cửa hàng cũng đang sắp là để test để gửi cho bác, cài đặt gửi bác. Dòng vang này thì dùng phần mềm X5 ấy nhé, X5. Lượng mà chip của Mỹ. Đó. Chip của Mỹ đó nhá. Adobe Device 21375. Hai nguồn này. Chung là đây là một trong dòng vang phần mềm máy gọi X. BF Audio. Giá bình thường anh em bán dòng này thì thấp nhất là phải tầm 2,8-3 triệu nhá. Riêng bên em thì những hàng vang rồi đẩy bây giờ giá rất là tốt. Vang này những chiếc này em gửi cho khách là giá là 2,2 triệu. Đó. Số lượng thì các bác yên tâm rồi, cái hàng này hàng đẹp nên là chuyên săn cho bác để bác chơi cực kỳ là hay, tiếng rất là hay, anh em làm sự kiện hoặc là gia đình phòng hát đều được đó. Và những dòng đẩy này giá 2,4 triệu bao ship, thì đây là những chiếc đẩy mà em gửi cho khách bác Vũ Hòa chỉ thôn Đông Châu Giang Duy Tiên Hà Nam ấy nhá, tiếng cực kỳ là hay luôn, size ngắn, size nó size ngắn rất đẹp, máy cực kỳ lành, dòng BF này thì máy rất là lành. Và với cái model XI400 này thì bác chơi tiếng rất hay. Hai tiếng bát anh thích á. Có đắt hát thôi nhá, nguồn đồng. Tụ 100V mà tụ này tụ xịn. Tụ xịn cáp cốp này, xịn nhá. Thằng đét. Thì dọa máy móc còn zin mà mới. Đặc biệt hơn nữa sử dụng sò là sò sang ken thôi nhá. Sang ken tiếng rất là hay. Đó. Để sau máy nó đẹp, chung là máy rất đẹp luôn. Nguồn là nguồn giời nhé, đó thì nguồn giời điện 220. Giờ loa các bạn đấu cọc loa được khoảng 60 cũng được. Đó. Này có cái chỗ limit nữa nhé, tức là khi mà quá ngưỡng nó sẽ tự ngắt, tự limit lại, hoặc là loa quá ngưỡng nó sẽ ngắt. Này, tín hiệu vào Canon của Linh, chung là một trong những đẩy cực kỳ chất lượng, tiếng hay và mức giá cực kỳ hợp lý để bắt đầu tư. Bắt đầu đặt hàng liên hệ sớm anh em nhé, đẩy cũng vậy, vang cũng vậy, giá cực kỳ hợp lý. Vang này bình thường giá thị trường BF Audio cứ tham khảo giá 3 triệu, bên em bán 2,2 triệu, đẩy 2,4 triệu nhé. Ok, xin chào ạ.